vật ở lèo số 24, sẽ là cao vật ở giải thiếu niên. Âu Đô Tâm Sinh đã nhất thắng và Âu Đô Huy Hoàng có bộ hồng hà xin theo. Xin mời Âu Đô chuẩn bị trang phục. Ở lèo số 24, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đô Văn Công thuộc có bộ vật cắt quế mặc con đen mang khố đỏ. Gặp ông Đô Sinh Trung có bộ hồng hà mặc con đen mang khố xanh. Xin mời Âu Đô vào giữa giới nghe trọng tài chính xe này. Kính thưa